Trong chương trình Xoáy Tiền ngày hôm nay, chúng tôi sẽ đi vào những cái sự kiện gọi là hậu luận tội, những gì sẽ đang xảy ra ở tại không khí chính trị Hoa Kỳ và đặc biệt những cái diễn tiến xảy ra trong cuối tuần vừa qua liên quan đến Tòa Bạch Ốc và tất cả những người ra làm nhân chứng trong vụ luận tội vừa qua. Thì đó, nó đem cho đến chúng ta những cái suy nghĩ như thế nào, và đó là chủ đề chính của ngày hôm nay. Xin chào anh Đỗ Dũng. Vâng, xin chào Mai Phi Long, kính chào khán giả SBTN. Không phải chỉ những người ra làm chứng luận tội mà tất cả mọi chính sách của Hoa Kỳ trong những ngày tới chúng ta sẽ thấy được thực hiện một cách rất là đặc biệt. Đó là vì chúng ta biết là trong thứ tư tuần trước, Tổng thống Donald Trump đã được Thượng viện do Đảng Cộng Hòa kiểm soát thả bỏng sau khi ông bị bên Hạ viện luận tội vào ngày 18 tháng 12. Cái này cũng gây tranh cãi từ ngữ chút xíu, là nói quý vị, có nhiều người bảo đâu có tội đâu mà bảo là thả bỏng. Thực sự ra là không ai có tội chuyện này cả, nhưng mà cái tiến trình của Quốc hội khi mà truất phép Tổng thống đó, bên Hạ viện luận tội có nghĩa là kết luận ông có tội. Mà quý vị nhớ, đây là tiến trình chính trị chứ không phải pháp lý. Cho dù ông không có tội, nhưng mà vì chính trị, đảng khác nắm quyền, họ có quyền luận tội và có quyền kết tội. Bây giờ nếu tôi đang nắm quyền, ông Long dưới quyền của tôi, hay là ông Long được, tôi không thích ông Long, tôi có thể nói tôi kết tội ông vì ông mặc cái áo giống màu của tôi. Chẳng có gì sai hết, nếu tôi có đủ số phiếu. Sau đó thì một người khác, ví dụ Thượng viện là anh Trúc Hồ, anh bảo cái ông Dũng luận tội là không có đúng, tôi tha tội ông Long. Đơn giản như vậy. Đừng có để ý là bảo là không có tội, có tội, cái chuyện nó tranh cãi, nó thật quý vị, nó vô bổ lắm. Mình chỉ biết là gì, một bên kết tội và một bên nói là không có tội, có nghĩa là tha tội, chấm hết. Nhưng mà cái chuyện nó chuyện nhỏ ra, cái chuyện lớn là sau khi Tổng thống Donald Trump được trắng án, thì bắt đầu là ông có những phản ứng như nào của một người chiến thắng. Ông dùng hai chuyện, ông dùng cái sự chiến thắng của ông trong hai chuyện. Chuyện thứ nhất là ông trừng phạt những người nào mà ông cho rằng đã ra khai mà không đúng. Ông cho rằng nhá, đã ra khai ở tại Hạ viện mà không đúng. Trên màn hình quý vị, đó là ông Gordon Sondland, đại sứ của Mỹ tại Liên Âu. Trong cuối tuần vừa qua, luật sư ông cho biết là ông đã được Tổng thống báo là triệu hồi ông về ngay lập tức, coi như là cách chức ông. Người thứ nhì trên màn hình quý vị, đó là ông thiếu tá Alexander Vinman, trung tá, được bị nhân viên tòa Bạch Ốc coi như gọi là gì? Áp giải ra khỏi Tòa Bạch Ốc vào thứ sáu vừa rồi, cùng với người anh em sinh đôi của ông là một luật sư trong Hội đồng An ninh Quốc gia. Thì người anh em của ông, không biết là anh em không biết, thì tạm gọi người anh em sinh đôi. Người đó không ra khai, chỉ có ông Alexander Vinman ra khai mà thôi. Và chúng ta nhớ là hai cái điều mà hai người này khai nổi tiếng là, thứ nhất, ông Gordon nói rằng cái chuyện Tổng thống Donald Trump nói chuyện với Tổng thống Zelensky của Ukraine trong cái vụ mà yêu cầu Ukraine điều tra cha con ông cựu phó tổng thống Joe Biden. Đổi lại lúc đó Tổng thống Donald Trump giữ gần 400 triệu đô la tiền viện trợ quân sự, thì ông Gordon cho rằng đó là một hình thức có qua có lại. Còn ông Vinman thì ông nói rằng ông nghe cái cuộc đối thoại vào ngày 25 tháng 7 năm ngoái, và có một số chi tiết ông nói rằng là khi mà viết lại nó không chính xác, ông yêu cầu phải viết lại cho đúng. Đó là hai cái chuyện chính mà hai người này khai ra ở tại Ủy ban Tình báo Hạ viện hồi năm ngoái. Và đối với Tổng thống Trump, bây giờ ông nói là hai anh đã khai man, mà anh khai láo cái chuyện này, tôi không làm chuyện đó, chuyện này là vô lý. Đó là cái quan điểm của ông Trump. Đó. Thì ông có quyền, ông sa thải hai người này. Và trên mình quý vị, đó là ông Mark Esper, Bộ trưởng Quốc phòng hôm 6 vừa rồi trong cuộc họp báo. Khi người ta hỏi là nếu bây giờ ông Vinman bị sa thải như vậy thì sao, thì ông lại bảo chúng tôi welcome mọi người trở lại làm việc Bộ Quốc phòng thôi. Thì ông Vinman á, đáng lẽ tới tháng 7 năm hết cái thời hạn làm việc trong Hội đồng An ninh Quốc gia. Còn ông Solon á, thì tôi không biết, không nhớ là bao giờ thì ông hết hạn nhiệm kỳ, tại thường thường một nhiệm kỳ nó là 3 năm. Đó. Nhưng mà thông tin bên trong cho biết á, là hai người này cũng biết rằng là mình không thể nào làm việc trong chính quyền mà mình đã coi như là bị cái phốt như thế. Bị cho là có cái phốt như thế là họ từ từ họ sẽ ra đi. Nhưng mà Tổng thống Trump không để họ từ từ ra đi một cách êm ải vậy. Ông công khai luôn đuổi hai người này. Đó. Thì đó là cái thứ nhất, là Tổng thống Trump đã trừng phạt, mà một số người gọi là trả thù, một số người nha. Cái vụ đó. Điểm thứ hai nữa là trong cái vai trò, trong cái tư thế chiến thắng sau khi được bên Đảng Cộng hòa tha bổng, thì Tổng thống Trump sẽ dùng cái này, cái chiến thắng này để mà ông đẩy mạnh những chính sách của ông.
trong những ngày tới, đặc biệt là các bản dự thảo ngân sách cho khóa tới, thì bây giờ ông lại đòi lấy thêm một số tiền để xây cái tường. Bên Quốc hội đã từng chống ông cái chuyện này và dẫn đến cái chuyện đóng cửa chính phủ liên bang 35 ngày. Nhưng mà lần này ông Trump đang trong tư thế chiến thắng, ông làm luôn. Và đặc biệt là nhiều người sẽ không dám chống ông, là bởi vì sao? Với cái tính cách mà làm việc như ông Trump rất là rõ ràng. Hey, quý vị với tôi hay là với kẻ thù? You with me or you with the enemy? Rõ ràng như vậy, rạch ròi, không có lộn xộn. Thành ra những ai mà chống lại ông trong những ngày tới đó là có thể sẽ bị thêm những cái trừng phạt khác. Bởi vì ông cho rằng là bây giờ ông đang trong tư thế là phải làm cho nước Mỹ mạnh trở lại, America first. Và như sáng ngày hôm nay quý vị trên chương trình SBT Morning, quý vị có coi, chúng tôi có cho quý vị thấy một cái video clip đó, mà những người mà gọi là da trắng, chủ nghĩa chủng tộc, dân tộc đó mà kỳ thị đó, họ đã có một cuộc tuần hành ở tại Quốc hội Mỹ mà không có giấy phép, không ai dám làm gì họ cả. Đó là cái tư thế, cái khí thế đang lên của Tổng thống Trump hiện nay, thưa anh Ngọc. Thưa quý vị, trong cái sự kiện này thì trong cuối tuần vừa qua, rất nhiều vị thượng nghị sĩ ủng hộ cho Tổng thống Donald Trump cũng đã xuất hiện trên các cơ quan truyền thông để bình luận về cái sự kiện mà hai anh em trung tá Viên Minh bị là sa thải khỏi tòa Bạch Ốc. Thì thượng nghị sĩ Lindsey Graham là một đồng minh thân cận của Tổng thống Trump, thì ông nói một cái câu thế này anh Dũng, nói rằng là he's a political appointee, có nghĩa đây là một cái vị trí mà mang tính chính trị, và ông Viên Minh là một cái người làm việc bởi cái sự gọi là được sự gọi là hài lòng của Tổng thống, cho nên cái chuyện ông ra đi là một cái chuyện bình thường. Thì thưa anh, thì tại sao cái tiến trình mà ông này, khi mà trong thời gian luận tội thì ông không bị đuổi đi ngay lập tức, tại ông vẫn còn được ngồi nghe những các gì Tổng thống nói chuyện với các vị nguyên thủ quốc gia khác, tại sao trong thời gian đó không có cho ông đi, mà tại chờ đến sau khi mọi chuyện nó xong xuôi, chơi chiến thắng rồi thì tôi mới hành động cái hành động này? Và cái điều này nó lại đưa cho đến chúng ta một cái suy luận ra sao trước cái chuyện mà hai anh em ông Viên Minh, rồi sau đó ông đại sứ Son Lân bị sa thải.